Phố thương mại Little Hồng Kông tái hiện trọn vẹn tinh hoa xứ Cảng Thơm với những phố ẩm thực, mua sắm, giải trí sầm uất, góp phần hoàn thiện bức tranh sống đa trải nghiệm của nơi đáng sống nhất hành tinh Ocean City. Little Hồng Kông là khu phố thương mại mang đậm hơi thở của Hồng Kông thu nhỏ giữa lòng đại dự án Ocean City. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm kinh doanh mới, mang đến trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và giải trí đậm chất Trung Hoa lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Với kiến trúc và cảnh quan độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Hoa trong Chinatown, Little Hồng Kông hòa quyện giữa nét hiện đại của một đô thị phát triển và tinh hoa văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Không gian kiến trúc của phân khu được thiết kế tinh tế, độc đáo lấy cảm hứng từ những con phố sầm uất, nhộn nhịp của Hồng Kông thu nhỏ. Các thương hiệu nổi tiếng từ Hàn Quốc, Trung Quốc cùng với các concept độc đáo về ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe sẽ được tập trung tại đây, mang đến trải nghiệm mua sắm, giải trí đa sắc màu cho du khách ghé thăm. Khu phố thương mại Little Hồng Kông sẽ mang đến nhiều hoạt động ấn tượng, đủ sức hấp dẫn du khách ghé nơi đây suốt 4 mùa. Mỗi ngày du khách sẽ có dịp đắm chìm trong không gian văn hóa Trung Hoa độc đáo, được tái hiện chân thực qua kiến trúc, cảnh vật trang trí cùng các ngành hàng, dịch vụ đa dạng đã hiện hữu nơi đây. Du khách dễ dàng nhận ra ở Little Hồng Kông kiến trúc Trung Hoa diễm lệ với các phù điêu hoa văn được điêu khắc tinh xảo. Phố thương mại này sở hữu tới 178 căn shop house có hai mặt tiền kinh doanh, thuận tiện giao thương, buôn bán, đa dạng concept, tập trung những thương hiệu đình đám được yêu thích nhất của đất nước tỷ dân, từ coffee, nhà hàng ẩm thực, siêu thị, quán rượu ăn bar, đến mỹ phẩm, thời trang, chăm sóc sức khỏe, giải trí. Ba khu phố khác nhau sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ, trong đó Cửu Long là khu phố dịch vụ Hồng Kông, đặc sắc với hàng loạt homestay, khách sạn, điểm nghỉ chân, trung tâm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Tín đồ mua sắm sẽ phải lòng khu Kim Sa Thủy với các tiệm thời trang ấn tượng, nơi bán đồ lưu niệm, đồ decor, nội thất, gia dụng. You want what we do?
Với những trải nghiệm độc đáo, Little Hong Kong hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua tại miền Bắc, góp phần khẳng định vị thế của Ocean City. Chỉ sau gần 30 phút di chuyển từ trung tâm Hà Nội, các bạn đã đặt chân tới Little Hong Kong. Phố thương mại bắt mắt với sắc màu, kiến trúc phương Đông rực rỡ, hoa lệ. Gây choáng ngợp ngay từ lối vào là cổng chào cấu trúc âm dương, cột trụ hoành tráng, phù điêu, hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Kế đó, hàng loạt biểu tượng văn hóa xứ cảng thơm xuất hiện như hoa dương tử kinh, đèn lồng đỏ, tượng Lý Tiểu Long, cấu trúc, xe kéo tay. Little Hong Kong, OCT đang trở thành điểm đến hot bậc nhất phía đông Hà Nội, thu hút đông đảo giới trẻ trong mùa hè này. Tới nơi đây, giới trẻ không chỉ được check-in cháy máy, vui chơi thả ga, mua sắm thỏa thích, mà còn được phá đảo thiên đường ẩm thực, mang đậm tinh hoa văn hóa của xứ cảng thơm. Tiêm Sa Chủy lại được định hình là tâm điểm mua sắm sầm uất, với các cửa hàng thời trang, bán đồ lưu niệm, dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh, lấy ngay. Lan Quế Phường chính là thiên đường giải trí thời thượng, với các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng. Đây cũng là tâm điểm nightlife mới phía đông thủ đô, khi có sự góp mặt của hệ thống quán bar, karaoke, club sôi động. Little Hong Kong hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn mới của du khách miền Bắc, góp phần khẳng định vị thế của Ocean City là vũ trụ giải trí hàng đầu với vô số trải nghiệm độc đáo. Hãy đến nơi này để trải nghiệm các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Tạm biệt! Hẹn gặp lại!